Bí mật cảm động đằng sau màn ăn mừng cuồng nhiệt trong vòng thay đồ của đội tuyển Việt Nam. Đứng trước micro phỏng vấn sau chiến thắng hào hùng trước Jordan, thủ môn Đặng Văn Lâm hô vang câu anh sẽ về nhưng không phải hôm nay. Trong phòng thay đồ, anh sẽ về nhưng không phải hôm nay, được các tuyển thủ hát vang trong niềm hân hoan. Trên trang cá nhân của mình, trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải gửi lời đến người vợ ở quê nhà nhân kỷ niệm một năm ngày cưới. Cảm ơn em vì mọi điều đã diễn ra trong một năm tuyệt vời và vừa qua và sẽ thêm nhiều nhiều năm như thế này nữa. Anh sẽ về nhưng chưa phải hôm nay. Vậy anh sẽ về nhưng không phải hôm nay là gì? Đó là một câu hát trong bài Về của Đạt Trê và Du Uyên. Câu hát tình cờ lại rất hợp với suy nghĩ của các tuyển thủ Việt Nam đang thi đấu tại Asian Cup 2019. Tết Nguyên Đán chỉ còn 2 tuần nữa, nhiều gia đình đã rục rịch chuẩn bị cho Tết, nhưng các cầu thủ vẫn đang tiếp tục cuộc hành trình đầy quả cảm. Ai cũng nhớ nhà từ những ngôi sao U23 đã thi đấu với lịch dày đặc trong hơn một năm qua, hay các tuyển thủ đã có gia đình như Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng, nhưng tất cả tạm gác lại mong muốn ấy để tập trung toàn bộ cho Asian Cup. Vượt qua vòng bảng chỉ nhờ chênh lệch đúng một thẻ vàng so với Lebanon, đội tuyển Việt Nam bị đánh giá thấp hơn ở vòng 1/8. Nhưng đoàn quân áo đỏ thi đấu đầy quả cảm và đánh bại Jordan, lọt vào tứ kết. Nếu như điều kỳ diệu tiếp tục và đội tuyển Việt Nam tiếp vào chung kết, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ chơi trận cuối cùng vào ngày 27 Tết. Có người hâm mộ đã sửa câu hát thành anh sẽ về với chiếc cúp trong tay. Người khác lại đùa rằng màn diễu hành năm nay sẽ đến vào ngày 29 Tết. Giấc mơ ấy có trở thành sự thật, thời gian sẽ trả lời. Chỉ biết rằng cho đến lúc này, người hâm mộ vẫn chưa thể biết đâu là giới hạn của đội tuyển Việt Nam dưới ma thuật của ông thầy Park Hang-seo. Tuyển Việt Nam vào tứ kết Asian Cup ăn may hay là đẳng cấp? Nếu như màn trình diễn của tuyển Việt Nam ở vòng bảng sau đó giành vé vào vòng 1/8, bị một số ý kiến chê là ăn may thì câu trả lời sau 120 phút trước Jordan quá rõ ràng. Tuyển Việt Nam đang chơi thứ bóng đá đẳng cấp. Từ truyền thông châu Á đến thế giới đều nhận xét tuyển Việt Nam chơi quá hay, khắc chế Jordan một cách thuyết phục, sau đó bản lĩnh đá bại đối thủ trên chấm đá luân lưu may rủi. Đẳng cấp của đội tuyển Việt Nam được thể hiện đầy đủ trong hiệp 2. Việt Nam lấn át Jordan khiến cho đối thủ phải chơi co cụm, cuối cùng gục ngã. Như nhận xét của huấn luyện viên Jordan thì các học trò của ông đã sợ hãi trước sức ép của tuyển Việt Nam. Những con số thống kê chỉ ra rằng tuyển Việt Nam vượt trội mọi mặt so với Jordan. Việt Nam kiểm soát tới 58% so với 42% của Jordan, có 13 cú dứt điểm so với 8 lần của đối thủ. Một điều hết sức đặc biệt là tuyển Việt Nam chơi hay đến mức cả trận đấu thì Jordan không có nổi một quả phạt góc. Việt Nam có 8 lần hưởng phạt góc, còn Jordan là không. Điều này chứng tỏ Việt Nam lấn át đối thủ toàn diện và biết cách hạn chế sức mạnh không chiến của Jordan. Với tất cả con số thống kê vừa rồi, tuyển Việt Nam sánh vai kẻ mạnh trước Jordan, đội bóng thắng Australia ở vòng bảng để đứng ngôi đầu. Vậy nên Việt Nam giành vé vào tứ kết Asian Cup là một màn trình diễn gần như hoàn hảo và quá đẳng cấp trước Jordan. Sau chiến thắng ấn tượng của tuyển Việt Nam trước Jordan, cây bút chuyên viết về thể thao châu Á Kevin Long viết trên trang cá nhân: tuyển Việt Nam không cho thấy sự chênh lệch đẳng cấp. Họ đã khiến một trong những đội bóng thi đấu ấn tượng nhất của giải đấu Jordan phải chịu áp lực cực lớn. Quả là một đội bóng tuyệt vời với một huấn luyện viên tuyệt vời. Đây là đẳng cấp cao nhất ở châu lục. Cụm từ đẳng cấp cao nhất châu lục đó là thứ mà bóng đá Việt Nam mong mỏi từ rất lâu, cũng như miệt mài đi tìm sự thừa nhận. Cuối cùng Việt Nam cũng chạm đến giới hạn gọi là đẳng cấp tầm châu lục sau chiến thắng Jordan. Rất hợp lý Việt Nam có mặt trong top 8 vào vòng tứ kết Asian Cup 2019 thì đẳng cấp phải đạt tầm châu Á. Việt Nam cũng không phải là may mắn mà chơi xong phận, ép Jordan đến tốt mồ hôi trong cả hiệp 2. Nếu kết thúc tốt các cơ hội thì trận đấu khép lại trong 90 phút và chiến thắng cho thầy trò Park Hang-seo. Tuyển Việt Nam được cho thấy được một lối chơi hoa mỹ khi cần thiết, chứ không hề đá trong tư thế kẻ dưới trước Jordan. Đây chính là sự ấn tượng rất lớn để thấy các cầu thủ đã trưởng thành, có thể làm chủ cuộc chơi trước một đội bóng được đánh giá mạnh hơn Jordan. Vậy nên có thể nói tuyển Việt Nam đã chạm đến đẳng cấp châu lục, thậm chí sẽ còn vươn xa hơn khi thế hệ cầu thủ hiện tại có rất nhiều người trẻ như Công Phượng, Quang Hải, Văn Hậu, Văn Đức, Văn Toàn, Duy Mạnh và Bùi Tiến Dũng. Huấn luyện viên Jordan: chúng tôi chơi với sự sợ hãi và cuối cùng đã sai lầm. Huấn luyện viên trưởng Peter Bokeman của tuyển Jordan thừa nhận tuyển Việt Nam là đội mạnh hơn sau trận đấu ở vòng 1/8 Asian Cup 2019 vào tối nay. Hiệp 1 chúng tôi đã tốt, có nhiều cơ hội và lẽ ra đã ghi được 2 bàn. Sang hiệp 2, tôi đã nói với cầu thủ rằng cần phải cẩn trọng hơn trong 20 phút đầu, nhưng vẫn không được. Sau bàn thua, cầu thủ của Jordan đã chơi với chút sợ hãi và đã mắc một số sai lầm. Huấn luyện viên trưởng tuyển Jordan cho biết,
tôi đã nói rằng các bạn hãy tập trung vào hiệp 2, họ sẽ chơi nhanh đấy. Vậy mà điều đó vẫn xảy ra. Bóng đá mà, hiệp 1 chúng tôi tốt nhưng 15 phút đầu hiệp 2 thì tệ. Họ chơi tốt, đứng vị trí tốt và có bàn thắng. Tôi nghĩ vấn đề thể lực không tạo ra sự khác biệt. Ông Pokemon thừa nhận. Ông Pokemon cho biết, tuyển Jordan đã rất tự tin khi vào giải, rất tin tưởng rằng họ có thể chiến thắng. Nhưng Việt Nam cũng rất tự tin và nhịp nhàng. Các cầu thủ của chúng tôi sợ hãi vấn đề thể lực của cầu thủ Jordan cũng không tốt. Có điều gì đó đã khiến cho chúng tôi phải về và họ ở lại. Ông nói, Việt Nam có nhiều cầu thủ tên giống nhau nên tôi không nhớ lắm, nhưng họ đều là những cầu thủ nhỏ con, trẻ trung và đầy kỹ thuật. Dù vậy, tôi tin rằng Jordan có thể làm tốt hơn ở trận đấu hôm nay. Khi được hỏi về những quyết định thay đổi về nhân sự, ông Petro Mokhenman cho biết, là huấn luyện viên, bạn là người chịu trách nhiệm về những quyết định của mình. Tôi nghĩ trận đấu này có thể kết thúc sau 120 phút, nên cũng có những tính toán cho riêng mình. Tôi không nghĩ đây là quyết định thay người muộn. Khi chơi với Việt Nam, các bạn chợt nhận ra rằng họ có thể lực rất tốt, rất kỹ thuật, mọi cá nhân đều có thể tạo nên sự đột biến. Vì vậy, chúng tôi không trông chờ một cá nhân thay đổi cục diện mà chờ cả đội. Dù sao thì chúng tôi đã thua, họ xứng đáng giành chiến thắng và đi tiếp. Ông Vito kết lại. Sau thất bại trước tuyển Việt Nam, nhà cầm quân 55 tuổi cũng cho biết ông vẫn sẽ tiếp tục gắn bó với tuyển Jordan. Trong đợt sút luân lưu, nghẹt thở, Baha Visa đã có cú sút luân lưu dội xa. Trước khi lâm tay cản phá thành công cú sút của cầu thủ số 10, Ahmed Sami, sau đó một lần nữa trung vệ Bùi Tiến Dũng được giao nhiệm vụ kết liễu đối thủ bằng tình huống sút luân lưu cuối cùng. Chia sẻ sau loạt đấu súng cân não, thủ thành Đặng Văn Lâm nói, tất cả mọi người đều biết toàn đội đã cố gắng trong suốt 120 phút thi đấu. Lọt sút luân lưu đã có một chút may mắn, nhưng niềm vui mà chúng tôi có được hoàn toàn xứng đáng. Tuyển Việt Nam lấy qua khe cửa hẹp nhất để vào vòng knockout Asian Cup, nhưng lại đặt vé vào thanh toán nhận vé sòng phẳng để vào tứ kết một cách ngoạn mục. Mọi thứ xảy ra đúng theo kiểu câu chuyện thần kỳ của Thần Châu một năm về trước, thắng ở luân lưu. Với việc thủ thành của tuyển Việt Nam cản phá được cú sút của đối phương trung vệ Bùi Tiến Dũng đá quả chốt. Một năm trước U23 Việt Nam thắng U23 Iraq, còn hôm nay tuyển Việt Nam ở vị thế của một trong bốn đội thứ ba xuất sắc nhất vòng bảng, lại thắng một đội nhất bảng. Đây là chiến thắng có thể coi là tương tự năm ngoái, nhưng cũng có nhiều điểm khác biệt xa năm ngoái. Thực tế, đội tuyển Việt Nam nhập cuộc chậm, bị cuốn vào tốc độ chơi bóng của đối thủ ở khoảng 20 phút đầu trận. Do đó, các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo để mất sự kiểm soát khi có quá nhiều đường truyền hỏng và cho Jordan có bàn mở tỷ số bằng pha đá phạt ngoạn mục và hiểm hóc. Quá nhiều người đã nghĩ đến bi kịch cho tuyển Việt Nam, nghĩ rằng chúng ta chỉ có tầm vóc đó, tới đó mà đủ may mắn nhận cũng đủ rồi. Ông Park nói gì mà tuyển Việt Nam hoàn toàn thay đổi. Song hiệp 2 là câu chuyện khác. Việt Nam đã thay đổi thực sự khi chơi điềm tĩnh hơn. Các tuyển thủ đã bình thản hơn. Họ nhận ra rằng Jordan thực chất không nguy hiểm và họ cũng chơi quá thận trọng. Và kể từ hiệp 2, Việt Nam làm chủ thế trận. Cơ hội của chúng ta nhiều hơn, chúng ta cầm bóng nhiều hơn, chúng ta tạo ra nhiều cơ hội hơn. Chúng ta làm chủ thế trận thực sự và có một điều, có lẽ không ít người thắc mắc là ông Park đã nói gì, làm gì ở giờ nghỉ giữa hiệp mà họ đã đổi thay đến thế. Pha ghi bàn gỡ hòa của Công Phượng thể hiện độ nhạy thực thụ của một cầu thủ tấn công có đẳng cấp kỹ thuật. Trọng Hoàng tạt bóng rất khôn ngoan. Nếu nó là pha tạt bóng, cầu thủ Việt Nam khó có cơ hội thắng được hàng thủ có chiều cao và sức bật của đối phương. Nếu đó là một pha tạt bóng sệt, chưa chắc bóng đến được chân Công Phượng, nhưng nó là cú rót có điểm rơi và tầm cao của bóng rất khó chịu. Và Công Phượng thể hiện lý do tại sao người ta nhắc tới anh mấy năm rồi. Ở tình huống dứt điểm xuất sắc ấy, có sự truy cản, có sự đeo bám, nhưng Phượng vẫn làm được điều mà anh cần phải làm. Bàn thắng ấy thực sự là một thành tựu của việc thực hành thật kỹ càng các chi tiết nhỏ. Trọng Hoàng chỉ cần tạt bóng sai một chút về khoảng cách không gian điểm rơi, nó sẽ trở thành một pha tạt vô vọng. Định mệnh của đội bóng, Công Phượng chỉ cần tiếp cận chậm hoặc nhanh một phần ngàn giây về không gian chỉ vài cm thôi, cơ thể anh sẽ không chạm được vào bóng. Tất cả đều là chi tiết, từng chi tiết nhỏ mà có thể chúng ta sẽ nghĩ đơn giản rằng à thì tuyển Việt Nam thắng nhờ tình huống. Tuy nhiên, các cầu thủ Việt Nam cũng có rất nhiều pha cắt bóng đúng nhịp tốt ở hiệp 2. Nếu chỉ sai thì điểm một chút xíu, tức là trận nhịp chút xíu, chúng ta sẽ không có được các pha cắt bóng tốt như thế. Và Việt Nam cũng kiểm soát bóng tốt hơn đối thủ. Đó cũng là chi tiết, những chi tiết ít ai đề cao, nhưng nó quan trọng vô cùng trong các môn thể thao. Mấy ngày trước thôi, chúng ta đã ngỡ đội tuyển bị loại, nhưng chỉ một thẻ vàng của Lebanon thôi, Việt Nam thành đội bóng đi tiếp vào vòng knockout. Cái thẻ vàng nó có là gì không? Hay nó chỉ lưu lại trong ta là giá trị của số tiền nộp phạt? Thực ra,
Nó đã là định mệnh sống của một đội bóng ở một giải đấu. Nếu tuyển Việt Nam lĩnh thêm thẻ vàng, có thể giờ đây thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã là khán giả xem giải và chờ Tết. Nếu Lebanon bớt thẻ vàng, cũng có thể giờ ta đang ngồi chơi trách nhau rất nhiều, và ngay cả pha để lung lu của Văn Lâm nó cũng chỉ là chi tiết. Lâm chỉ cần sớm một nhịp thôi hay trễ một nhịp thôi, ngày mai người ta sẽ nói về Lâm tiêu cực thế nào. Nhưng bây giờ đẩy quả lung lu rồi, Lâm sẽ là người hùng.